Alo, nay quay cho anh chủ xe xem ha. Xe này thì ở trên tỉnh gửi về. Thứ nhất là cái rồ le đề hư. Những cái này mình hay nói với anh em, nó hư rồ le đề lý do là cái bình đó. Anh em gắn cái bình này vô không có đủ, cái điện để phóng xài cho Ducati. Thì mình thay cái bình vô thì mình đề cái cục đề rất là lì. Là lý do tại sao nó lì. Đây mình mở ra cho anh em coi, đây là cái đề mình mở ra đây, đồng nó cháy hết rồi anh em thấy không. Cái thứ hai nữa nè, nó mò lõm vô cái mặt này luôn đó, nó mòn lõm vô luôn rồi. Và đây là cái đề mình thay cho chủ xe. Đề này là đề loại lớn, đề đồ chơi bên mình ha. Đó, mình bao xài nó sẽ mất đi cái tình trạng bị nhựa luôn, không bao giờ bị nhựa nữa. Và thêm một cái lò xo hay bị gãy. Cái lò xo này, cái clip trước mình hay nói với anh em á, lò xo này nó hay gãy lắm. Mà cái nào mà nó hay bị gãy thì bán rất là mất tiền. Cái lò xo này nó 700 ngàn. Thật sự là mình giao cái giá 700 ngàn là mình không có lời, mình mua 700 mà. Cái này tại mình thấy nó mắc quá, mình không có lấy lời anh em đi mua giùm luôn á. Và cái lò xo này thường hay rất là bị gãy. Nó hầu như rất nhiều trường hợp bị gãy về cái vấn đề lò xo này. 700 ngàn rất là thốn, thật sự rất thốn, cho nên mình không lấy lời trong cái lò xo này luôn. Nghĩ sao cái lò xo 700 ngàn, mình cũng không nghĩ. Nhưng mà thật sự nó là như vậy á. Đó. Thì anh em nào chơi đu thì biết cái lò xo này ha. Đó, 700 ngàn cái là giá này, là giá không có lời. Mua bán mua lại dùm cho anh em. Đó. Thì xe trước mắt những cái bình anh em xài, cái bình anh em xài không có đạt. Đó, nó hư, nó cũ quá, hoặc là cái bình nó không có đủ cái dòng xả cho cái xe. Có nhiều cái bình á, một số cái bình có thể là cái bình Gobe màu vàng á, thì cái dòng xả nó cũng rất là lớn đó, thì anh em có thể xài tiết kiệm nhất cũng là cái bình đó. Nhưng mà thì mình không có biết rằng cái dòng xả nó lớn nhưng mà nó có ổn định ở cái mức độ đó hay không đó. Và người ta mới chia ra nhiều cái loại bình để cho cái dòng bình dành cho xe mô tô đó. Ví dụ như dòng xả nó tầm khoảng 240 mấy cca đi, nhưng mà nó ổn định 240 mấy, nó không bị đứt khoảng, nó không có bị chập chờn đó. Còn đo lên 240 mấy nhưng mà nó có ổn định hay không đó là một vấn đề nữa. Cho nên á, mình khuyến cáo anh em là xài những cái bình dành cho xe mô tô đó, nó ổn định hơn. Anh nghe tiếng ơi, ổn không em? Cái vấn đề nguồn điện nó sẽ hay làm bị, anh em phải biết cái điện, ví dụ như cái bình, cái xe Ducati nó cần cái nguồn điện là thấp nhất là 210 cc. Đó, thì cái bình của anh em nó không tới 210 cc, cái này mình đo ra có 140 mấy cc à, nó không có đủ, thì nó không đủ để mà nó đưa điện qua cái rồ le đề để nó phóng điện xuống cái củ đề. Mà anh em biết rồi, cái củ đề Ducati á, cái đủ củ đề Ducati bản chất nó đã bị nhựa là nó yếu rồi à, mà gặp cái điện xuống không đủ nữa, nó cần nhựa nó giặt làm cho những cái này là mình chưa biết là cái mình chưa biết cái bi đề có hư hay không đó nha. Thường nó giặt nhiều quá là sẽ làm hư cái bộ bi đề. Mà anh em biết bộ bi đề á, nó gồm có nè, bộ bi không thì đỡ đi, nó mặt này mặt trong nè, còn này mặt ngoài nè. Đó, ví dụ như có những dòng nó phải bán nguyên một cái cụm này, nó đọc gì đó, còn mà nó hư mặt trong là phải thay luôn cái bánh này. Đó, nó bị giặt trên mặt bằng này, nó phá cái mặt này với bộ bi đề với cái mặt ngoài này đó, mà thay mấy cái này rất là mắc.
ví dụ như có dòng nó xài chỉ thay cái ổ bi không thì nó còn rẻ. À, có dòng nó thay nguyên cụm, trời ơi nó thốn lắm, có cụm tới hả 9 triệu mấy, hãng tính là phải tầm mười mấy gần 2 triệu đó, không có đơn giản mà rẻ. Cho nên anh em đừng có, hãy thận trọng ở những cái bình, nó phải đủ dòng xả xuống. Nó mạnh hơn chả sao cả, nhưng mà nó yếu hơn là có vấn đề. Nó mạnh hơn, ví dụ như dòng xả nó là 400cc đi, nhưng mà xe xài nhiêu thì nó nhận nhiêu thôi. Nó mạnh hơn nó cũng đâu ảnh hưởng gì tới xe đâu. Đó, nhưng mà khi dòng xả mạnh hơn thì anh em có thể update lên những cái đèn nè, đèn chở sáng nè, phụ thêm nè, để cho đèn xe nó sáng. Đó, cho xe đi đêm nó sáng đèn hơn. Ví dụ vậy. Đó. Anh em thận trọng về cái vấn đề bình ha. Đây mình luôn mình dặn anh em rất nhiều lần. Và mình đưa ra những cái mà nó hư hỏng, nó phá cho anh em xem. Đó, nó phá đồ tốn tiền lắm. Mấy cái đồ này tốn tiền. Thì mình thay cho cái chủ xe. Tại vì cái đồ zin á thì nó rẻ. Nếu mà bên mình thay đồ zin sẽ rẻ hơn cái đồ chơi này một chút. Nhưng mà đồ zin á mình không có thay cho khách. Lý do là cái đồ zin nó hay bị hư lắm. Người ta mới thay cái đồ độ này. Cái đồ độ nó đã cải tiến dựa trên cái đồ zin rồi, nó mạnh hơn. Bây giờ thay cái bình, thay cái đề vô. Anh em nhấn là nổ, nó không có bị nhựa, nó không bị nhựa nữa. Mất cái vụ nhựa luôn, ịnh cái nổ như xe Nhật vậy đó, như xe bốn mấy vậy đó. À, như xe bốn mấy ngang vậy đó, ịnh cái là nổ. Nó rất là nhẹ. Đó thì với lại cái đề đó nó ổn định, nó lâu dài thì bên mình mới bảo hành cho anh em tới 3 tháng. À, còn cái vấn đề á, cái vấn đề mà giờ gắn cái đồ zin lên á, đồ zin nó hay hư lắm, giờ đâu có dám bảo hành đâu, đồ cũ mà không bảo hành thì khách lại không mua, mà bảo hành nó thì nó lại hư thì thiệt của mình. À, cho nên là mình tránh cái trường hợp là mình không thay đồ zin luôn là vậy. Này than đề, còn than đề này mới thay nè, chấm đề vô nè, chấm than vô nè, dấu hàng mới nè, nó lõm vậy luôn, mặt nó lõm luôn, cháy luôn. Ừ rồi, xe này chủ xe chỉ làm vấn đề này thôi, chủ xe không có, chỉ muốn làm nổ lại thôi, chủ xe không có muốn kiểm tra tổng quát, cho nên là mình chỉ làm theo ý của chủ xe thôi ha. Này về chủ xe tự xem lại, mình chỉ thay bình rồi le đề, cục đề, những cái lò xo vậy thôi. Rồi, cảm ơn mọi người.